Đài Nguyễn xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Sáng hôm nay mình có đọc được một bức thư trên trang mạng NevadaCountyRepublic.gov hé lộ ra một bức tâm thư của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đảng Cộng hòa Nevada ở thành phố Las Vegas. Đây là một bức thư thật sự đúng như những gì chúng ta mong đợi. Và hiện nay bức tâm thư này không còn ở trên tất cả các trang mạng, đã bị xóa hoàn toàn. Và mình cũng may mắn là đã copy lại cái bức thư và xin chia sẻ nội dung của bức tâm thư này đến quý vị để chúng ta chuẩn bị cho những gì tiếp theo của 10 ngày tới. Bởi vì hiện nay YouTuber, tất cả những cái vấn đề liên quan đến bầu cử, liên quan đến tổng thống, tất cả đã bị bịt miệng bởi vì họ không cho chúng ta cất lên tiếng nói. Cho nên hiện nay cái video clip của mình sẽ không để những hình ảnh của bức tâm thư, mình chỉ để hình ảnh của lá cờ Mỹ. Và quý vị chỉ cần lắng nghe cái nội dung mình xin chia sẻ. Và tại vì mình sợ đó là YouTube sẽ quét đi cái video clip của mình và xóa đi cái kênh. Thành ra là quý vị cũng thông cảm cho mình ha. Thì mình cũng xin chia sẻ nội dung của bức tâm thư như sau. Bức thư từ Chủ tịch quận Nevada viết ngày 8 tháng Giêng năm 2021. Khi tôi viết thư cho các bạn hôm nay, tôi chắc chắn rằng bức thư này sẽ khiến nhiều người trong số các bạn bị nghiền nát dưới sức nặng của sự tuyệt vọng hoặc có lẽ bị lạc trong mê cung hoang mang. Tôi hy vọng rằng khi bạn đọc xong bức thư này, bạn sẽ có thể tự tin tham gia cùng hàng triệu người khác ủng hộ Tổng thống vào 4 năm nữa. Hãy để tôi nói rõ. Trump sẽ là tổng thống trong 4 năm nữa. Biden sẽ không làm tổng thống. Vâng, tôi biết đó là những từ gây sốc trong những ngày điên rồ này. Tôi đã được tiếp cận bởi nhiều người nói mọi chuyện đã kết thúc và Trump đã thừa nhận cuộc bầu cử. Không có gì tương tự đã xảy ra. Quay lại và nghe toàn bộ video. Trump thậm chí không đề cập đến tên của Biden ở bất kỳ thời điểm nào. Không lúc nào ông ta nói rằng ông ta nhượng bộ. Ông ấy nói rằng sẽ có một sự chuyển đổi hòa bình sang một chính quyền mới và ông ấy nói rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Những cụm từ đó là quan trọng cần lưu ý. Thật vậy, chúng ta sẽ có một chính quyền mới bao gồm một phó tổng thống và nội các mới. Vì những người hiện tại đều đã hoàn thành hành vi phản quốc của họ. Tôi sẽ đề cập chi tiết hơn về vấn đề này trong thời gian ngắn. Chúng ta nên nhớ rằng, trong hơn 4 năm, ông Trump đã đi trước mọi người 5 bước trong mọi nỗ lực làm trật bánh, luận tội ông ấy hoặc làm ông ấy bối rối. Ví dụ, ông ấy đã tuyên bố vào đêm bầu cử vào đầu giờ sáng rằng ông ấy không muốn đổ phiếu lúc 4 giờ sáng. Điều gì đã xảy ra chỉ trong vài giờ ngắn ngủi lúc gần đúng 4 giờ sáng. Một cuộc đổ phiếu khổng lồ đã diễn ra cho thấy rằng ông ấy đã biết rằng nó sẽ diễn ra. Đó là một lời công khai đối với những kẻ thù của đất nước chúng ta rằng ông đã đối với họ. Ngoài ra hãy xem xét sự cố gần đây tại tòa nhà thủ đô ở DC. Trump đã tham gia phát biểu của mình và sau đó nói về một số điều được nhấn mạnh lại với cái đám đông là 500.000 người. Nhưng điều này đã tạo ra một vấn đề. Bạn thấy đấy, nếu Trump nói đúng giờ và ngắn gọn, đám đông MAGA sẽ có mặt tại tòa nhà thủ đô với phe Antifa và có thể sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột vô tình và nhầm lẫn do quy mô của đám đông. Với việc Trump nói trễ và dài, đám đông MAGA đã được bảo vệ và chuẩn bị khỏi các nhóm Antifa. Rõ ràng là những người Antifa cải trang là hơn 95% những người trong tòa nhà. Một lần nữa, Trump phản công vì ông đã đi trước họ. Đây rõ ràng là một sự kiện được dàn dựng nhằm đổ lỗi cho những người ủng hộ Trump và cố gắng đóng khung Trump để Quốc hội có thể sử dụng tu chính án thứ 25, nhưng nó đã thất bại. Đừng bận tâm đến vô số video cho thấy cảnh sát mở cổng cho Antifa. Họ không chiến đấu theo cách của họ và sau đó dẫn họ đi khắp tòa nhà. Tôi nói rằng Tất cả những điều này chỉ là hai ví dụ trong số rất nhiều ví dụ rằng không thời điểm nào mà Tổng thống của chúng ta phải chiến đấu trong tuyệt vọng. Bây giờ bạn có thể hỏi, tại sao Trump vẫn chưa bắt ai? Tại sao điều này lại phải đi đến tận Quốc hội? Nhiều lý do. Thứ nhất, Trump đã cứng rắn trong việc tuân theo pháp quyền và hiến pháp. Ông đã cho mọi người, bất kể bẩn thỉu đến đâu, một cơ hội để làm điều đúng đắn. Đôi khi kèm theo những lời cảnh báo như cuộc điện thoại với Ngoại trưởng Georgia gần đây. Ông ta đẩy các vụ việc qua các tòa án, ông ta trình bày bằng chứng cho các cơ quan lập pháp, và ông ta thậm chí còn bảo Phó Tổng thống phải làm điều đúng đắn. Nhưng với sự phản bội của Pence và Quốc hội, vụ phản quốc giờ đã hoàn tất và không ai có thể nói rằng Trump đã không cho phép quá trình này xảy ra trước khi hành động. Thứ hai, để tác cạn đầm lầy, bạn phải biết ai là sinh vật đầm lầy. Họ có thể hòa nhập rất tốt với đám đông, nhưng sự kiện sai lầm ở thủ đô đã tiết lộ những kẻ phản bội cuối cùng. Họ là ai, bất kể đảng phái nào. Trump đã đuổi họ ra khỏi nơi ẩn náu. Tôi cần dành một chút thời gian để nói về Pence. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phản quốc của ông ta, nhiều người trong số các bạn có thể không biết về các giao dịch và tình hình chính trị của ông ta trước ngày khét tiếng của thủ đô. Pence đã quay trở lại và giải quyết trong mùa bầu cử 2016 với "Hãy đợi nó" Paul Ryan. Nhớ Ryan không? Đây là một speaker của tòa nhà. Hãy xem những email này đã được tiết lộ gần đây. Pence cũng đã tham gia vào một kế hoạch lật đổ Trump, đôi khi trong 4 năm đầu tiên của ông được dàn dựng bởi Rod Rosenstein và được hỗ trợ bởi Clinton. Kế hoạch loại bỏ Trump trở thành tổng thống và sau đó bổ nhiệm Rod Rosenstein làm phó tổng thống mới. Tại sao họ muốn điều đó? Bởi vì họ cảm thấy Pence có thể bị kiểm soát. Có thể nói nhiều hơn, nhưng tôi không muốn bức thư này trở thành một cuốn sách nhiều hơn nó vốn có. Chỉ cần nói rằng, khi Trump nói tại cuộc biểu tình ở DC rằng ông hy vọng Pence sẽ làm điều đúng đắn, ông đã biết mình sẽ làm gì, nhưng một lần nữa, Tổng thống đã cho người đàn ông này một cái sự lựa chọn để làm điều đúng đắn. Bây giờ không ai ủng hộ Trump nhiều hơn Lin Wood. Sự nghiệp của người đàn ông này là chống lại các vụ kiện phỉ báng, nghĩa là ông ta không nói những điều, cho dù chúng có vẻ thái quá đến mức nào, nhưng chúng không đúng sự thật vì ông ta biết hậu quả của việc vu khống. Với suy nghĩ này, Lin Wood đã trở thành một nguồn cung cấp thông tin và những vụ rò rỉ thông tin không chính xác cho đến nay, tiết lộ một số chiều sâu của tham nhũng và xấu xa trong các văn phòng cao cấp của chúng ta. Đây cũng chính là người đàn ông gần đây đã nói rằng những vụ bắt giữ sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Ông gọi ông Pence là kẻ phản bội trước khi kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6. Nhưng bạn có biết rằng, ông ấy cũng nói rằng Tổng thống sau sự cố thủ đô đã rời DC trên một chiếc máy bay ngày tận thế, được sử dụng để liên lạc trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân với gia đình, và đang ở Abilene ở Texas. Chiếc máy bay này đã được xác nhận bởi cả những người theo dõi chuyến bay và những con mắt trên mặt đất. Tóm lại, ông ấy là một nguồn thông tin đáng tin cậy. Nếu bạn có phương tiện để theo dõi Lin Wood trên Boller, tôi thực sự khuyên bạn nên làm như vậy để bám sát mọi thứ đang diễn ra. Bạn cũng có thể nghe podcast này. Vì vậy, điều gì xảy ra tiếp theo? Tôi không có thông tin chi tiết, nhưng tôi có thể cung cấp cho bạn các mốc quan trọng để theo dõi khi những ngày sắp tới diễn ra. Thứ nhất, mong đợi hệ thống phát sóng khẩn cấp được kích hoạt. FCC vừa mới công bố một biên bản ghi nhớ về các yêu cầu theo luật liên bang để gửi thông điệp từ Tổng thống tới công chúng. Điều thứ hai, mong đợi sự nhầm lẫn. Chúng ta đang trong một cuộc chiến cho nền Cộng hòa của chúng ta chống lại giới tinh hoa, đang cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính mà họ đang cáo buộc Trump thực hiện. Trong trận chiến, sẽ có thông tin sai lệch, nhưng biết rằng kế hoạch đang được thực hiện. Số 3. Dự kiến các vụ bắt giữ người nổi tiếng sẽ diễn ra trong 12 ngày tới, và bất cứ lúc nào, bạn có thể thức dậy vào một buổi sáng và thấy một người nào đó ở chức vụ cao không còn ở đó nữa. Thứ 4. Mong rằng đây sẽ là một chuyến đi gập ghềnh đến cuối cùng. Đây không phải là một chương trình truyền hình mà mọi thứ được giải quyết trong vòng 45 phút. Mong đợi nhiều bằng chứng quy mô sẽ được công bố từ nay cho đến ngày 20 tháng 1. Số 6. Có thể xảy ra tình trạng mất điện hoặc ngừng hoạt động Internet, Facebook, Twitter, Instagram và Gmail có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nếu bạn chưa thiết lập các hình thức giao tiếp thay thế ngay bây giờ, thì bạn nên bắt đầu hình thành chúng ngay. Chia sẻ thông tin với người hàng xóm bên cạnh bạn. Thứ 7 là dự kiến Trump sẽ được nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Cuối cùng, mong đợi lệnh hành pháp từ năm 2018 và hoặc đạo luật phục sinh được ban hành. Điều này không có nghĩa là thuyết quân lực. Hãy nhớ rằng, chúng tôi đang ở trong tình trạng khẩn cấp kể từ năm 2018. Điều này cho phép Tổng thống có nhiều quyền để hành động. Những điều này có thể xảy ra không theo thứ tự như liệt kê, và một số có thể xảy ra nhiều lần. Khi tôi đã theo dõi chặt chẽ, nhiều thứ đã và đang diễn ra khi chúng tôi nói, hãy nhớ rằng Trump chưa và sẽ không từ bỏ. Ông thực sự tuyên thệ bảo vệ hiến pháp chống lại kẻ thù trong và ngoài nước một cách rất nghiêm túc. Đây là lý do tại sao họ rất hoảng loạn ở DC. Họ biết rằng Trump sẽ chiến đấu trong khi Quốc hội chỉ lo sợ chạy đôm chạy đáo. Tôi đã đề cập đến điều này trước đây nhưng nó vẫn lặp lại. Không ai trong chúng ta có thể tin những gì mà tất cả chúng ta đều biết bây giờ, ngoại trừ việc Trump và nhóm của ông ấy đã dành thời gian để cho công chúng thấy bạn muốn thể hiện những gì Quốc hội nghĩ về bạn. Hãy làm nổi bật rằng dự luật kích thích chỉ gửi $600 cho người Mỹ, nhưng hàng tỷ đô la cho các quốc gia khác, hoàn lương, rửa tiền. Bạn muốn cho thấy mức độ thông đồng với Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tất cả các cấp chính quyền, đưa nhiều vụ kiện chống lại gian lận bầu cử từ các tòa án địa phương đến tòa án tối cao, nơi sẽ cho thấy các thẩm phán phản bội trơ trẽn như thế nào, muốn công chúng thấy hệ thống bầu cử gian lận như thế nào trong nhiều năm, trình bày bằng chứng một cách công khai như chúng ta đã thấy. Ngay trong tuần này, chúng ta sẽ có một nhân chứng hữu thể ở bên ngoài nước Ý cho rằng nhà thầu quốc phòng Leonardo đã sử dụng vệ tinh để thay đổi phiếu bầu cử từ cuộc bầu cử của chúng ta ở Hoa Kỳ từ nước Ý. Các máy bỏ phiếu Dominion này đã được tích cực gửi dữ liệu đến Đức, Serbia, Trung Quốc, Iran và bây giờ là ở Rome. Sự tham nhũng này lớn hơn rất nhiều so với mong đợi của bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng không ai trong chúng ta có thể tin nó cho đến bây giờ. Đây là lý do tại sao mọi thứ dường như kéo dài quá lâu. Giờ đây, công chúng Mỹ đã thức tỉnh và sẵn sàng nhận lại những trách nhiệm bị lãng quên từ lâu của họ. Để quy trách nhiệm này cho các quan chức được bầu chọn, tôi đã nghe nhiều người trong số các bạn chia sẻ rằng các bạn cảm thấy khó chịu với sự coi thường sự thật và công lý một cách rõ ràng và cố ý. Khi ngày tháng trôi qua, chúng ta hãy duy trì liên lạc giữa chúng ta và cố gắng giúp người hàng xóm hiểu điều gì đang xảy ra. Tắt TV khi họ đã chứng minh rằng họ chỉ đang làm sai lệch phương tiện truyền thông. Để duy trì sự kiểm soát đối với suy nghĩ của bạn, đừng tuyệt vọng và hãy cầu nguyện cho đất nước của chúng ta, cho Trump và những người ủng hộ ông ấy, và cho một sự thống hối quốc gia được khuấy động trên toàn quốc. 12 ngày tới sẽ có điều gì đó để kể lại cho các cháu. Lịch sử năm 1776 một lần nữa được lặp lại. Đây là nội dung của bức tâm thư của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đảng Cộng hòa Nevada. Một sự mong đợi của chúng ta. Xin hẹn quý cô chú, anh chị và các bạn ở một bản tin khác. Xin trân trọng kính chào.